Khi yêu, ta hãy đổi ra để mình và người thương được tỏ tường lòng nhau. Lời Trái Tim sẽ đưa quý vị hòa mình vào những khúc ca yêu thương trong chủ đề Lời Yêu. Lời Trái Tim chủ đề Lời Yêu được phát sóng vào lúc 19:35 thứ Bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2024 trên VTV8.